Hello mọi người, mình là Super đây, chào mừng các bạn đến với kênh Super Gaming của mình. Hôm nay sau khi update, nó có ra một con tướng mới tên là Mantida. Giờ mình sẽ review sơ lược về skill của nó trước nha. Skill thứ nhất của nó này là gây sát thương 750, giảm tấn công 15% khi mà nâng map. Skill này cũng bình thường thôi. Skill thứ hai đó là skill farm. Skill farm này nó chỉ tăng tốc độ thu gom đá, thực phẩm và gỗ thôi. Vàng với lại farm game thì nó không có nói gì hết. Bây giờ mình không biết là nó có ảnh hưởng hay không. Thì tí nữa mình sẽ test thử coi như thế nào. Skill tiếp theo, thưởng sức mạnh và phòng thủ quân bao vây. Skill này cũng bình thường thôi. Những con tướng farm á, nó hay có cái skill này lắm. Rồi, cái skill tiếp theo nữa nè. Thưởng năng lực đội quân nhưng mà giảm tấn công tới 20% lận. Bởi vì con tướng này là không được dùng làm tướng phụ khi mà đánh nhau luôn. Nếu như mà các bạn không hiểu những cái từ ngữ chuyên môn thì sau cái đợt pick update này thì nó đã thêm vào, khi mà các bạn bấm vào cái phần chữ gạch dưới thì nó sẽ có giải thích ở phía dưới thì các bạn có thể đọc và dễ dàng hiểu được. Rồi, skill cuối cùng là chỉ huy này nhận thêm 10% tài nguyên sau khi hoàn tất thu gom. Skill này á, nó giống với lại skill của con Constant. Constant cũng có skill cuối giống y chang vậy luôn. Thì nếu như mà các bạn đem con Constant kết hợp với lại cái con Mantida này đem đi farm thì nó sẽ rất là tốt. Tại vì sau khi mà các bạn farm á, các bạn sẽ nhận được 10% ở đây. Rồi con Constant cũng có 10% ở đây là 20%. Sau đó các bạn có thêm được cái tab thu gom này. Ở cái skill càng nhiều càng tốt này, nó cũng cho các bạn thêm 6% nữa. Vậy là tổng cộng là nhận được 26% thưởng thêm sau khi mà các bạn thu gom hoàn tất. Cái này rất là ngon. Mình chỉ có ngại một cái đó là nếu như mà mình đem đi farm game với lại đem đi farm vàng á thì hình như là nó không có ảnh hưởng. Để tí nữa mình test coi sao. Rồi, để mà sở hữu được cái con tướng này á thì những cái mảnh của nó mình phải đi đâu để mà mình kiếm? Một là ở trong quán rượu, hai là ở trong chinh phạt. Trong chinh phạt là nó giống như những cái con tướng tím khác á, mỗi ngày hoặc là 2 đến 3 ngày thì nó sẽ reset một cái con tướng tím. Này, mình vô đây cho các bạn coi luôn. Rồi, khi mà các bạn đánh chinh phạt thì các bạn có điểm chinh phạt, dùng điểm chinh phạt để mà đổi những cái con tướng tượng của con tướng tím này. Rồi, đó là một cách. Rồi một cách nữa đó là các bạn phải vào trong quán rượu, mở chì bạc và chì vàng thì sẽ có xét xác nhận được. Thì bây giờ hiện tại là mình có 135 chì bạc và 207 chì vàng. Thì mình sẽ cố gắng mở cho đến khi mà mình unlock được cái con tướng tím này là thôi. Rồi giờ mình sẽ mở thử xem, mở hết chì bạc luôn. Để xem mình có xác suất nhận được không. Ủa, mình mở chì bạc vậy mà không nhận được một mảnh nào luôn nha. Ngộ thật chứ. Giờ mình sẽ mở luôn 207 cái chì vàng này luôn nha. Ok, mình đã nhận được 30 mảnh của tượng Mantida này. Rồi, các bạn coi thêm nha. Với số lượng chì vàng hồi nãy á, là mình mở ra được những cái con tướng vàng như thế này rất là ngon nè. Con tướng Cam, Frederick, con Elcid. Con này con farm mình không thích lắm. Con Mèo Mẹ này cũng có tạm ổn nè. Ồ, mình nhận được mặt theo 12 tượng luôn, rất là ngon nha. Rồi, rồi chỉ có những cái này là ngon thôi à. Những có những con tướng này là ngon thôi, còn những cái con tướng tím khác là mình mát hết rồi. Hôm nay mình sẽ mát luôn skill của cái con tướng Mantida này luôn nha các bạn. Ok. Đối với những cái con tướng Mantida, những cái con tướng tím á mà nó chuyên về farm thì mình sẽ không lên mát level 66 sao đâu, mình chỉ để nó level 37 38 thôi. Đây, nó nâng được cái điểm tài năng được như vậy là ok rồi. Rồi, đối với cái con Mantida này nè, nó có 3 tab kết hợp thu gom và phòng thủ. Thì cái phòng thủ này á, là cũng tạm ổn đi. Nhưng mà mình chỉ quan tâm cái tab thu gom thôi, tab phòng thủ này mình sẽ không nâng đâu. Con tướng này không thể làm con tướng support được. Tại vì nếu như mà các bạn dùng nó làm con tướng support, cái skill thứ tư này nè sẽ đi boost 20%, thốn lắm, 20% là rất là nhiều. Và món trang bị tướng là nó tăng tấn công là nhiều lúc tăng không được 20% nữa. Nhưng mà đồ trang bị cam á thì có thể tăng 20%, còn những cái đồ trang bị khác đâu tăng được tới 20% đâu.
nhưng mà các bạn đem con tướng này làm tướng phụ cái là bị giảm 20%. Bây giờ con tướng này chỉ dùng để làm farm thôi. Rồi, ok. Giờ mình sẽ triệu hồi nó luôn nha. Ok, triệu hồi xong rồi nè. Rồi nha. Nếu như mà các bạn cho nó làm tướng farm á, thì các bạn nên nhớ, các bạn nên sắm thêm trang bị cho nó nữa nha. Nếu như mà nó làm tướng chính á, các bạn nên sắm theo trang bị của nó giống như thế này nè. Đó, sắm 3 món này là ok rồi. Nếu như mà có thêm cái điểm tài năng đặc biệt á thì càng tốt, còn không có thì thôi, cứ sắm y chang vậy là ok rồi, không cần thiết quá xịn đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp level cũng như nâng cấp skill của nó nha. Đối với những cái con tướng farm này nè, vì chắc chắn là mình sẽ max skill của nó rồi, bởi vậy mình sẽ nâng random thôi. Nếu như mà các bạn muốn ép cái skill đó vào trong một cái skill cụ thể nào nhất định á, thì các bạn hãy mở sao một cách từ từ thôi. Rồi còn bây giờ á, là mình test thử cái phần trăm mà mình nâng cấp nó lên từ 1 sao thành 4 sao thử coi có được không nha. Những con tướng farm này á, mình chỉ nâng cho nó mở hết 4 skill là ok rồi. Rồi level 10 rồi nè. Nếu như mà đối với những con tướng cam á hoặc là tướng tím thì các bạn nên cố gắng nâng max skill đầu hoặc là max skill thứ hai, tùy thuộc vào từng con tướng để xem mà skill thứ hai của nó có tác dụng trong đánh nhau hay không, và skill thứ hai của nó có mạnh không. Thì các bạn hãy cố gắng ép sao để mà ép skill. Rồi con tướng tím Mantida này rất là ngon, đó là mình có thể dùng những cái tượng tím chung chung để mà mình đổi lấy tượng của con Mantida. Còn ví dụ như cái con Kega này nè, con Kega này mình vào trong cái tab kỹ năng này đó, nó không cho mình đổi nha. Con này chỉ có đi slowly mới nâng được skill của nó thôi. Giờ mình sẽ up lên 4 sao cho nó luôn đi. Đây, nếu như mà mình muốn nâng cấp tướng từ 1 sao lên 4 sao thì các bạn dùng phương pháp này nha. Giờ mình bấm dàn quân nè. Rồi. Cái này thì hên xui nha. Cái này nếu như mà nó nhân 2 một cái á, là mình sẽ không thể nâng được nó lên 4 sao. Rồi ok. Giờ muốn nâng từ 1 sao thành 4 sao thì mình sẽ làm như thế này. Bỏ những cái sao chùm vô. Đây. Đó, công thức là như vậy. Là bỏ 2 4 5 cái sao chùm, xong rồi bỏ một cái sao chùm may mắn. Thì lúc này á, cái phần trăm mà nó cộng thêm ở đây á, là 50 trên 50% nè, mà độ may mắn của nó khoảng 45%, thì cái này có khả năng thành công. Rồi giờ mình bấm dàn quân nha để xem là mình có thành công nâng nó từ 1 sao lên 4 sao không nhé. Ok. Đó, giờ là từ 1 sao thành 4 sao rồi. Rồi đối với những con tướng farm như thế này thì mình chỉ mở 4 skill của nó là ok. Giờ mình sẽ tiến hành mình nâng cấp skill cho nó. Một con tướng tím, nếu như mà các bạn muốn nâng max skill của nó là các bạn tốn khoảng 440 cho đến 450 gì đó, mình nhớ đâu đó là khoảng như vậy. Rồi giờ nâng cấp thôi. Đó. Khi mà các bạn đã mở hết 4 skill như thế này thì khi mà các bạn nâng cấp skill nó sẽ random vào một trong bốn những cái skill này. Đó, bây giờ nếu như mà các bạn không thích, thí dụ như các bạn không thích skill này đi, thì các bạn hãy cố gắng để cho nó là 1 sao, nâng con skill này lên 5. Xong rồi các bạn hãy mở sao để cho nó mở skill này ra. Đó, vậy thì các bạn sẽ chắc ăn ép skill của nó. Rồi. Mình sẽ đổi. Ok. Các bạn thấy không, nhảy tùm lum tà la hết. Bây giờ đối với những bạn nào mà chơi tướng cam á, các bạn phải cẩn thận nha. Bạn cố gắng max ít nhất là skill đầu của nó trước đi, rồi các bạn hãy mở sao của nó. Rồi thì tùy thuộc vào những con tướng khác nhau, nó skill khác nhau thì các bạn sẽ mở 2 sao hoặc là mở 3 sao hay là mở 4 sao. Rồi nếu như mà trường hợp mà các bạn nào mà lúc đầu mới chơi, lần đầu chơi các bạn đâu có biết cái vụ mà ép sao để mà ép skill đâu đúng không?
Đấy, thì nếu như mà bạn đã lỡ mở hết 4 skill ra rồi thì cái cách mà các bạn sửa sai đó là hãy nâng mát nó đi. Nâng mát nó đi thì các bạn sẽ không bị sai nữa. Rồi. Ok. Nói chung tướng tím thì các bạn sẽ rất là dễ map. Bây giờ các bạn đừng có lo lắng, các bạn quan tâm về tướng cam thôi. Thì tướng cam á, các bạn phải cần phải tốn 690 tuần cam thì các bạn mới nâng map nó được, mới tốn thời gian khá là nhiều. Rồi ok nha. Ok, mình map skill nó luôn. Rồi sau khi mà các bạn đã map skill của một con tướng nào đó thì các bạn đừng có bấm vào cái dấu cộng màu xanh này nữa nha. Các bạn đừng có đổi nữa. Rồi. Nó vào đây. Món quà của Flander, chỉ huy này nhận thêm 10% tài nguyên sau khi hàng tức thu gom. Ok, giờ đã xong rồi nha. Mình sẽ đem con tướng này ra ngoài đánh để các bạn xem thử skill animation của nó như thế nào. Mình chỉ đem con đó thôi nha. Chỉ đem Mantida thôi. Đâu rồi. Ok. Rồi. Rồi phóng to cho các bạn xem kỹ skill của nó nha. Đây thanh nộ của nó đầy rồi nè. Nó sẽ ra skill. Ủa cái gì vậy? Một cái vòng sáng màu vàng vàng cam cam. Giờ mình sẽ test thử nếu như mà mình farm mỏ vàng thì nó có tăng tốc độ thu gom khi mà farm mỏ vàng không nha. Rồi, giờ mình cho farm mỏ vàng này. Rồi, giờ mình bỏ cái con tướng phụ ra. Hiện tại cái phần trăm ở đây các bạn thấy nè là 217 nha. Chỗ này là ghi là 217. Giờ mình sẽ bỏ thêm cái con Matilda vô. Cũng là 217 luôn. Vậy có nghĩa là nó không thưởng tốc độ thu gom vàng nha. Đây, như skill của nó đã ghi ở đây là không có liên quan gì đến tốc độ thu gom vàng cả. Rồi, ok. Giờ mình thử tiếp. Mình kiếm một cái mỏ game. Đây, đây là một cái mỏ game nha các bạn. Giờ mình sẽ bấm thu thập thử nè. Rồi, mình bỏ con tướng phụ đi. Ở chỗ này nó ghi là 177 nha. Rồi, mình bỏ con tướng Matida vô. Rồi, vậy là nó không ảnh hưởng đến tốc độ thu gom game và tốc độ thu gom vàng nha. Rồi, bây giờ là mình đã mở hết được skill của nó rồi nè. Nếu như mà mình dùng cái con tướng Matida này dùng làm tướng phụ ấy thì mình sẽ không cần thiết phải nâng nó lên level 37, 38 làm gì hết á. Mình cứ để nó level 10 thôi. Và cho nó làm tướng phụ khi đi thu gom là cũng được. Còn nếu như mà các bạn muốn cho nó làm tướng chính á, tại vì khi mà các bạn làm tướng chính á thì các bạn phải nâng cái điểm bảng tài năng theo ở đây nè. Đấy, thì các bạn sẽ nhận thêm được 6% tài nguyên sau khi thu gom xong. Ừ, thì tùy thuộc vào các bạn thôi. Các bạn muốn nâng thì nâng. Ở đây mình nâng luôn đi ha. Mình nâng cho nó lên level 37 luôn đi. Nhưng là kinh nghiệm mình cũng dư. Rồi level 36 rồi nha. Rồi ok, level 37. Giờ mình sẽ vào trong đây mình nâng điểm tài năng cho nó. Nâng cái này cũng khá là nhanh thôi. Có một cách để mà nâng tắt nữa nữa. Mình coi thử coi. Đây đúng rồi. Mình bấm nâng tắt luôn. Rồi ok. Đó. Một con tướng mà chuyên về farm á thì các bạn nên nâng cái điểm tài năng của nó như thế này. Và level của nó là các bạn hãy để nó tối thiểu là level 37 là dừng được rồi và mở hết 4 skill của nó ra. Vậy là đủ nha. Rồi thì video clip này về cái con tướng mới Matida này của mình đến đây thôi. Nếu như mà các bạn cảm thấy thích video này, để lại một like và subscribe kênh ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.